Xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin trong nước đáng chú ý trong tuần vừa qua. Một trong những nội dung mà cam kết tại Hiệp định TPP có đề cập đến đó là yêu cầu bắt buộc không được phân biệt đối xử trong lao động và nghề nghiệp. Vì vậy, sẽ không là quá sớm khi doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn nhân lực ngay từ bây giờ trước các quy định mới liên quan đến lao động theo cam kết TPP ra đời, ghi nhận từ buổi tọa đàm về nhân sự mới diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào tuần qua. Khi năng lực và trình độ nhân sự là điều mà doanh nghiệp được quyền tự do quyết định, thì những phân biệt về giới tính, chủng tộc, quốc tịch, tuổi tác sẽ phải bị dỡ bỏ theo điều ước về hợp tác trong lĩnh vực lao động tại TPP. Từ phía doanh nghiệp, chuyện loại bỏ các yếu tố phân biệt khi tuyển dụng nhân sự dường như chỉ mới diễn ra ở các doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp FDI, chủ yếu là vì doanh nghiệp bị thúc ép phải thay đổi cách thức kinh doanh để có hiệu quả tốt nhất. Trước đây thì các doanh nghiệp chủ yếu là mình sẽ dựa nhiều vào cái mối quan hệ, dựa vào cái sự quen biết, và nhiều khi mình có những ý tưởng kinh doanh rất là táo bạo, có thể kiếm lời nhanh được, thì mọi người sẽ thực sự không cần phải chấp nhận cái sự đa dạng trong vấn đề nguồn nhân lực, mà chỉ nhiều khi chỉ cần người chủ doanh nghiệp có mối quan hệ tốt, có ý tưởng tốt là có thể kinh doanh là thành công. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, tôi nghĩ là khi mà chúng ta hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì đòi hỏi tất cả các doanh nghiệp mà phải chấp nhận đưa những cái nguồn nhân lực, những cái nhân tài từ những cái thị trường khác nhau hoặc là từ những cái mảng lĩnh vực khác nhau vào doanh nghiệp của mình để cùng phối hợp với mình để kinh doanh một cách hiệu quả nhất. Còn theo kinh nghiệm trao đổi tại tòa đàm, để có thể vừa đủ nhân lực như mong muốn, vừa có thể đáp ứng tốt các quy định về lao động tại TPP, các doanh nghiệp FDI hiện đang chạy song song hai chiến lược là thuê nhân sự ở thị trường nội địa và vay mượn nhân sự từ những thị trường khác. Bộ Giao thông Vận tải đã hoàn thành cổ phần hóa 137 doanh nghiệp, vượt kế hoạch đề ra trong năm 2015 đến 67 doanh nghiệp. Thông tin này được Bộ đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2011-2015 mới diễn ra. Theo kế hoạch, đến hết năm nay sẽ hoàn thành cổ phần hóa 70 doanh nghiệp. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện cổ phần hóa 137 doanh nghiệp, vượt kế hoạch đề ra 67 doanh nghiệp. Trong 137 doanh nghiệp được cổ phần hóa, có 16 tổng công ty có quy mô lớn như Tổng công ty Hàng không, Tổng công ty Hàng hải. Đến hết năm nay, Bộ sẽ hoàn thành chào bán cổ phần lần đầu 124 doanh nghiệp. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tính đến thời điểm hiện tại, Bộ đã hoàn thành việc thoái vốn 113 doanh nghiệp, trong đó có 12 tổng công ty, số tiền thu về từ việc thoái vốn các công ty này hơn 1.700 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu hoàn thành và cổ phần hóa với các đơn vị sự nghiệp công lập, triển khai đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp theo ngành và lĩnh vực. Thưa quý vị, tờ Bangkok Post của Thái Lan nhận định mức giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của Việt Nam trong năm 2015 sẽ đạt mức kỷ lục. Bangkok Post dẫn lời Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng môi trường đầu tư được cải thiện và các hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm nhiều công ty nước ngoài. Theo số liệu thống kê của Bộ Kế hoạch Đầu tư, số vốn FDI giải ngân từ đầu năm đến nay đã đạt khoảng 14 tỷ đô la, cao hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Bangkok Post nhận định dòng vốn FDI chỉ vào Việt Nam đang tăng lên, trong khi lại có dấu hiệu giảm tại một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài đang dồn sự quan tâm vào thị trường Việt Nam. Hiện tại, nhiều công ty cũng đang có xu hướng chuyển hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới World Bank, Hiệp định TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng khoảng 8% và xuất khẩu tăng trưởng thêm 17% trong vòng 2 thập kỷ tới. Thưa quý vị, chỉ còn một vài ngày nữa là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ diễn ra, với dự báo khả năng nâng lãi suất của Fed đã tận cận kề. Trước thời điểm đó, thì nhiều thị trường tài chính, trong đó có Việt Nam, đã ghi nhận những rung lắc nhất định, trong đó có cả thị trường tỷ giá và chứng khoán. Có hẳn là quyết định này của Fed thực sự gây tác động đáng kể lên các nền kinh tế mới nổi hay không? Chúng ta sẽ đến cuộc trò chuyện ngay sau đây cùng tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng. Trước hết thì cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, là như ông cũng thấy là những ngày qua thì thị trường đã có những cái rung lắc nhất định, nhất là cái thị trường về chứng khoán và tỷ giá tại Việt Nam. Và nhiều người thì cho rằng cái tâm lý này đã ảnh hưởng nặng nề từ cái quyết định sắp tới của Fed. Và quan điểm của ông thì như nào? Trước hết là vấn đề tỷ giá. Tôi tin rằng cái yếu tố tâm lý, yếu tố đầu cơ là một trong những cái yếu tố hiện tại đang ảnh hưởng tới thị trường tỷ giá một cách rất là nghiêm trọng. Như chúng ta cũng biết là trong cái thời gian gần đây, vài tuần gần đây, thì tỷ giá của tiền đồng so với đồng đô la đã lên tới cái mức gần kịch trần. Và hiện tại thì nằm ở cái mức 22.520 đồng, đó là giá bán ra tại một số những ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Trong khi mà cái mức trần là 22.547 đồng, tức là còn cách trần vào khoảng độ
20 mấy đồng nữa thôi. Còn ngoài kia thì tỷ giá tự do đã lên đến mức 22.600 đồng, tức là đã vượt trần vài chục đồng. Thế thì hiện tại thì thị trường tỷ giá mặc dầu là tăng nhưng mà chưa đến một cái mức quá căng thẳng. Tôi nghĩ rằng tất cả thị trường hiện tại đang chờ đợi cái động thái của Fed trong tuần tới. Vào ngày thứ tư hoặc thứ năm tuần tới thì Fed sẽ ra một cái tuyên bố là có hay chăng tăng cái lãi suất của tiền đô la lên. Và nếu mà họ tăng thì theo cái dự báo của tôi, họ tăng vào khoảng độ 0,25%. Thành ra nếu mà Fed tăng lãi suất trong vòng tuần tới thì nó sẽ tác động đến tất cả các thị trường tài chính toàn cầu, trong đó có thị trường tài chính của Việt Nam, và tỷ giá có thể sẽ biến động trong tuần tới. Đó là về mặt tỷ giá. Còn về mặt giá chứng khoán thì như chúng ta biết là trong mấy ngày vừa rồi thì giá chứng khoán của chúng ta rớt điểm khá mạnh. Ngày hôm qua thì chứng khoán VN Index trụ ở cái mức vào khoảng độ 570 điểm. Và ngày hôm nay thì vẫn còn lình xình ở cái mức đó. Thế thì cái việc mà rớt điểm của chứng khoán có thể nó cũng liên quan đến cái vấn đề mà Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới, và có một cái tâm lý là trong trường hợp nếu mà Fed tăng lãi suất thì những cái giá trị của những cái giá trị tài sản mà được định nghĩa trên đồng đô la sẽ tăng lên, và do đó sẽ có một cái dòng tiền chuyển dịch từ những cái thị trường đầu tư, những cái thị trường chứng khoán trên thế giới, đặc biệt là từ những cái thị trường chứng khoán của các nước mới nổi, để đưa vào cái thị trường đầu tư mà được định nghĩa trên đồng đô la để hưởng một cái lãi suất cũng như là một cái lợi suất và cái tỷ lệ sinh lời cao hơn. Thành ra có lẽ thị trường chứng khoán Việt Nam cũng ở trong cái tâm lý đó, và trong những ngày vừa rồi thì đặc biệt là khối ngoại họ đã rút một lượng vốn đáng kể từ thị trường chứng khoán Việt Nam ra khỏi Việt Nam. Thế thì hai cái lĩnh vực đó, tỷ giá và chứng khoán, luôn luôn nó có cái quan hệ hỗ tương và có cái tác động hỗ tương với nhau. Thế thì trong thời gian vừa qua thì khi mà một lượng tiền, một lượng đầu tư vào thị trường chứng khoán của chúng ta rút ra khỏi Việt Nam, có nghĩa rằng họ phải bán tiền đồng và đổi lấy đô la để mà rút ra khỏi Việt Nam, thì cái lượng đô la đó nó cũng ảnh hưởng tới thị trường tỷ giá. Có nghĩa rằng thị trường tỷ giá cũng gặp một cái biến động từ thị trường chứng khoán, và sắp tới đây khi mà Fed tăng lãi suất thì tôi nghĩ rằng những biến động đó sẽ còn có thể mạnh hơn. Vậy thì như ông vừa phân tích là trong cái tuần tới sau cái cuộc họp của Fed ý, thì cái khả năng mà nâng lãi suất là rất là cao, và dự đoán của ông là 0,25. Vậy thì theo ông thì cái tỷ giá và chứng khoán Việt Nam bao giờ mới ổn định? Đây là một cái điều rất khó đoán. Tại vì chúng ta biết rằng lần tới này Fed sẽ tăng lãi suất. Nếu ngay cả trong trường hợp tăng lên 0,25% thì nó là lần đầu tiên mà sau từ năm 2008 tới bây giờ, tức là sau 8 năm trời, lần đầu tiên mà Fed tăng lãi suất. Đây là một cái trường hợp mà rất khó mà có thể dự đoán được cái tác động của cái việc tăng lãi suất của Fed như thế nào trên tất cả các thị trường tiền tệ thế giới và cho đồng Việt Nam. Chúng ta biết rằng Ngân hàng Nhà nước thì trong mấy tháng qua đã tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng, rồi lại tăng cái biên độ giao dịch từ 2 cho đến 3%. Nói tổng cộng từ đầu năm cho đến giờ, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá của chúng ta lên vào khoảng độ 5%. Và lần cuối cùng thì Ngân hàng Nhà nước cho biết rằng Ngân hàng Nhà nước đã dự trù tất cả những cái biến động từ cái việc mà Fed tăng lãi suất cho tất cả những cái biến động khác, và đã tăng tỷ giá lên với một cái room đủ để có thể cover tất cả những cái biến động sắp tới. Tôi mong rằng Ngân hàng Nhà nước có thể ổn định tỷ giá, và tôi mong rằng cái dự báo của Ngân hàng Nhà nước là chính xác. Tuy nhiên, như tôi nói, đây là cái lần mà Fed tăng lãi suất sau 8 năm trời. Tức là chúng ta chưa thể dự báo một cách chính xác là cái tác động của nó trên các thị trường tiền tệ và thị trường tỷ giá như thế nào. Thành ra tôi nghĩ rằng dầu cho Fed có tăng lãi suất rất nhẹ
0,25%, nó sẽ tác động tới thị trường tỷ giá của chúng ta. Và tiếp theo đó, tôi nghĩ rằng Fed sẽ chờ ít nhất vào khoảng 3 tháng để xem cái sự biến động như thế nào, và họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong năm 2016. Và với những cái đợt tăng lãi suất như thế thì câu hỏi chừng nào mà tỷ giá của chúng ta có thể ổn định được, đây là một câu hỏi rất khó. Tôi mong rằng năm 2016 tiền đồng sẽ được ổn định vào đầu năm. Thế nhưng mà không có cái gì bảo đảm là tiền đồng sẽ giữ ở mức cái giá đầu năm 2016. Mà nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất thì những cái tác động dồn dập tới nó sẽ tác động rất nhiều. Và theo cái dự báo của tôi thì có lẽ Fed sẽ tăng lãi suất tổng cộng vào khoảng 1%. Nếu mà họ tăng lãi suất với một cái mức độ mà lớn như thế thì dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới tất cả thị trường thế giới, và đặc biệt là thị trường tỷ giá tại Việt Nam. Thế còn về thị trường vàng thì sao ạ? Theo ông là cái sóng vàng có xuất hiện tại Việt Nam hay không? Khi mà cái việc mà dự báo Fed tăng lãi suất thì có thể làm cho cái đồng đô la Mỹ tăng giá. Như chúng ta biết rằng thị trường vàng đang ở trong một cái sự biến động rất lớn. Ngày hôm qua thì giá vàng đâu đó vào khoảng 1.070 đô la một ounce vàng. Và thị trường vàng của chúng ta lình xình cỡ vào khoảng độ 33 triệu một lượng vàng. Giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng còn ở giữa một cái chênh lệch vào khoảng từ 3 cho đến 4 triệu đồng một lượng vàng. Thế thì giá vàng thế giới đang ở trong cái xu hướng suy giảm. Giá vàng trong nước cũng cùng theo một cái xu hướng suy giảm, mặc dầu nó có sự chênh lệch. Tôi nghĩ rằng khi mà Fed tăng lãi suất thì có lẽ nó sẽ đẩy cái giá trị của tiền đô la và nó sẽ làm cái áp lực đẩy giá vàng xuống thấp hơn. Tôi không loại trừ khả năng là trong mấy tháng tới giá vàng có thể xuống tới cái mức 1.000 đô la một ounce. Còn giá vàng Việt Nam biến động như thế nào, đây là cái điều khó lường. Nhưng mà tôi chắc chắn nếu mà giá vàng thế giới mà lao dốc thì giá vàng trong nước cũng không thể nào mà giữ nguyên ở cái vị trí hiện tại mà sẽ thấp xuống. Thành ra về thị trường vàng, tôi nghĩ rằng sẽ có những cái biến động rất lớn và theo cái xu hướng là đi xuống. Vâng, xin cảm ơn ông. Vừa rồi là những hình ảnh về phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam. Và chúng tôi mời quý vị trở lại với bản tin 24/7 của FBNC trong phần tiếp theo với các tin chính sau. Pháp khánh thành nhà máy điện mặt trời lớn nhất châu Âu. Ủy ban Nhân dân TP.HCM đã chỉ định nhà đầu tư xây khu đô thị Bình Cuối, Thanh Đa.